chị ơi xịt nước hoa đi rồi thử đút cái tay vô, ồ ồ kiến lửa đi chị, xem kiến có cắn không. Em ơi, chị nói em nghe nè, em có bị bệnh không? Hả? Gần Tết rồi, đi vào bệnh viện nội khám đi em. Chị ơi xịt nước hoa vô tô bún bò cho thêm vị đi chị, để em lóc cái con này cái đã. Bị điên hả? Em ơi chị vừa ăn thịt giảm cân, thì sau khi đi vệ sinh xong chị có cần chùi đít không em? Ủa cái gì vậy? Chị ơi chị có bị bệnh không chị? Chị ơi, lóc, khùng. Tự nhiên hỏi em á, à, My ơi My cho chị hỏi, mình cũng tưởng là lịch sự lắm. Ai về đâu hỏi cái câu gì á, hỏi cái câu mà tự nhiên ỉa có cần chùi đít không, khùng với sợ, bị điên á mọi người, bị điên á. Chị không có nhận đơn tỉnh, vậy những cái bạn nào mà chỉ có ở Sài Gòn mới mua được thôi. Tỉnh là em không nhận đơn nữa nha. Sống mà phân biệt dùng miền dữ vậy em, Kim Trung. Trời ơi, má ơi bây giờ tỉnh hả, bây giờ hả chị qua đây chị lấy đi chị. Chị qua đây lấy đi em receipt cho. Trời ơi tự nhiên hả không giao tỉnh cái kêu sống mà phân biệt dùng miền. Trời là trời, chứ giờ muốn nói sao bà nội. Thì anh nói vậy thôi chứ em làm gì sồn sồn lên như chợ bán vậy em. Ủa anh, trời ơi anh nói chuyện nhá hả, anh nói chuyện giống như hả mình khùng vậy. Mà anh vô live stream anh kêu thì anh nói vậy thôi mà làm gì sồn sồn như chợ bán lời vậy em. Anh bắt mẹ giùm em cái đi anh. My ơi chất vải của đồ này đừng dùng lửa đốt có cháy không ạ. Em ơi cái nào đốt dạ cháy em ha, làm như vàng mã vậy đó, đốt lửa có cháy hay không. Bà này hôm bữa thấy đứng hát lô tô trong hội chợ tội nghiệp lắm. Chắc cái bùm chắc cái bùm chắc cái bùm 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 xà la cà bùm 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 xà la cà. Tao lóc mày nha, có hương mắm tôm không chị, rồi bà lóc nha cưng. Thạch vị mắm tôm không ạ, rồi bà lóc. Son vị mắm tôm không chị, lóc. Ờ cái gì đây, gì vậy má, lóc luôn. Vô live stream là không có được hỏi gì vậy má, mà hỏi u cái này là cái gì thế, không có được hỏi cái này là gì vậy má. 100 hộp thì giảm được bao nhiêu ký gì chị, lóc luôn nha. Mày ăn 100 hộp cho mày muốn mày hồi tiên hay cái gì, mày muốn mày quyên sinh hay cái gì hả. Trần My nay bị giảm sức mạnh rồi. Trần My này trước kia lóc điên cuồng lắm, kẻ mình phải kẻ địch phải khóc thét. Tao lóc mày luôn nha, mày vô mày comment xà mới tao lóc mày luôn đi. Hình như tao thấy bà này quen quen, bà này hình như có mặt ở trên poster trong đồn cảnh sát đó chị, tao lóc luôn nha. Tự nhiên nhìn mặt em có trong poster của đồn cảnh sát. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Mặt tao là biết gì không? Miss Ren, Miss Ren, Miss Ren giảm cân. Chị chào bạn Dũng đi chị. Ừ chị chào bạn Dũng nha. Chào ông có nội Dũng nha, chào con. Chào ông có nội Dũng nha. Trời ơi vô livestream lần nào cũng kêu tao chào thằng Dũng, tao chả biết thằng Dũng là thằng nào luôn á nha. Bạn Dũng có đẹp trai không chị? Tao lóc mày luôn nha, bạn của Dũng nè, tao lóc mày luôn nha. Tao đã cảnh cáo mày rồi. Mày vô đây chi mày cứ hỏi tao thằng Dũng mà tao chả biết thằng Dũng là thằng nào, tao lóc mày luôn nha, khỏi cần hỏi nữa nha. Chồng tao là đẹp trai nhất, anh Tùng đẹp trai nhất, được chưa nha. Nhìn ông này quen quen, tao là đàn bà mà. Thạch có vị bánh mì không, tao lóc luôn nhá. Khùng hả? Thạch mà ăn có vị bánh mì, mày mua mẹ bánh mì ăn đi, mua thành chi. Lobita thầm yêu Suka, lấy hoa hồng cài lên cho trái em. Má trai em thì giàu, Mexico thì nghèo. Thì con Ngọc Anh đây thì cũng anh lòng. Ờ chị mua một tặng một vòng chánh hai phải không ạ? Tao lóc luôn nha. Nhìn quả lông mi thốn hết mắt. Ừ đúng rồi, lông mi thốn hết mắt luôn. Tao lóc luôn. Biến gì má. Chị tiêm cái cằm nhìn giống yên xe đạp. Ồ đúng em. Ê tao lóc luôn. Chị ơi em bị chị lóc 34 lần rồi. Em thích chị lóc nữa đó. Rồi ok em nha. Em gái quê, em gái quê bị lóc hoài mà em gái quê nhục quá vậy hả. Ê chết mẹ ơi em ơi, chị lỡ lóc nhầm chị Linh Liêu rồi em ơi, chết mẹ, lỡ lóc nhầm á, đang lóc thằng cá chà bạc mà lóc nhầm Linh Liêu rồi. Ồ thằng cá chà bạc á ít người xem vậy chị, tao lóc mày luôn. Tắm không trắng nha chị, đền tiền giùm em đi hủ đại. Trời ơi em chưa tắm mà em kêu không trắng, xì xạo ghê. Mấy đứa vô live stream mà nói cái kiểu đó tao lóc luôn nha. Ăn đi quảng cáo hoài, tao lóc hết mấy đứa vô live stream comment vậy luôn nha. Tao lóc hết nha, tao không có cần mấy đứa này nha. Nha, tao ghét nhất mấy đứa mà vô live stream mà comment cái kiểu đó đó. Hello, I'm in Russia. Ok nha. Thạch này ăn không mệt, chỉ mệt người khiêng thôi là sao? Uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Sơ có cái câu đó, uống lưỡi 7 lần trước khi nói là mình làm được. Uống lưỡi vậy đó, uống lưỡi 7 lần trước khi nói.